Minh An Academy xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay lại với chương trình Học nghề 5 phút cùng Minh An Academy. Và nội dung buổi học ngày hôm nay của chúng ta đó chính là dối tóc nam. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi nha. Để khắc phục được tình trạng những mái tóc khô, mái tóc xoăn tự nhiên hay là những mái tóc đã uốn bị lỗi thì chúng ta sẽ chọn giải pháp đó chính là dối phục hồi, để tạo cho mái tóc mình có một cái nếp tóc mới và tóc mình sẽ bóng, mượt và vào nếp hơn. Thì như các bạn thấy cái mái tóc của bạn này lúc này trước đây đã uốn, thì bây giờ tóc này đã bị bung xù, thì bây giờ mình sẽ dối phục hồi lại để tạo nếp. Trước khi dối tóc cho khách hàng thì chúng ta phải cần xác định được tình trạng tóc của khách hàng là như thế nào. Thì như các bạn thấy tóc của bạn mẫu này trông rất là khô sơ vì trước đây bạn đã có uốn nhộm. Sau khi đã xác định được tình trạng tóc khách hàng là tóc yếu thì chúng ta sẽ dùng thuốc dối có nồng độ yếu để dối cho mái tóc này. Để tăng cường độ bóng mướt và độ chắc khỏe cho tóc thì chúng ta có thể dùng thêm Olaplex để phục hồi mái tóc. Vì thuốc đã có nồng độ yếu thì chúng ta không cần phải pha thêm nước hoặc là pha thêm hấp dầu, thì chúng ta chỉ cần pha thêm 2ml Olaplex là được. Sau khi đã pha thuốc xong thì chúng ta sẽ tiến hành chải thuốc vào tóc. Thì các bạn chú ý là chúng ta chải từng lớp mỏng từ 0,5 đến 1cm và tiến hành chải đều hết tóc. Và đặc biệt một điều quan trọng đối với thuốc dối là khi chúng ta vào tóc thì chúng ta không được vào sát chân tóc vì nồng độ thuốc pH của thuốc dối khá là cao. Thì khi chúng ta vào chân tóc sẽ dẫn đến tình trạng là gãy rụng chân tóc. Và sau khi để 10 đến 15 phút thì chúng ta sẽ tiến hành xả sạch bằng nước ấm. Thì các bạn chú ý nha, ở bước này chúng ta nên xả bằng nước ấm, không nên xả bằng nước lạnh. Vì khi chúng ta xả bằng nước lạnh thì biểu bì tóc của mình sẽ khép lại và sẽ giữ thuốc ở tóc, dẫn đến tình trạng khô sơ sau này. Và sau khi xả sạch sấy khô xong thì chúng ta sẽ dùng kẹp dối, chúng ta kẹp ở nhiệt độ 140 đến 160 độ. Thì khi kẹp là gốc năng của chúng ta sẽ là 90 độ so với da đầu. Và khi đến phần ngọn tóc thì chúng ta sẽ kẹp cong chữ C hoặc là chữ O để tạo độ ôm và tạo độ phồng cho tóc. Tương tự như vậy chúng ta sẽ kẹp đến hết đầu. Để tăng độ phồng cho tóc thì chúng ta sẽ dùng ống và chúng ta sẽ định hình lại để khoảng 10 đến 15 phút và xả sạch. Vậy là mình vừa hoàn thành xong kiểu tóc dối tạo phồng. Thì từ một mái tóc khô sơ trước đó đã uốn đã bị lỗi, thì bây giờ mình đã vừa dối xong. Thì như các bạn đã thấy cái mái tóc nó đã bồng bềnh, đã vào nếp. Thì mong là qua chương trình học 5 phút cùng Minh Academy sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái kinh nghiệm để làm cho những khách hàng của mình được những mái tóc thật là đẹp. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở chương trình học 5 phút của Minh An Academy ở buổi tiếp theo. Xin chào.